Xin mời đội trưởng của 3.14 và 3.19 ạ, trở về phía bàn của ban tổ chức để đăng ký danh sách cầu thủ. Vâng, hiện nay thì trận thi đấu bóng đá giao hữu của chúng ta sẽ được phát trực tiếp trên page của nhà trường. Để kính mong tất cả các anh các chị thì học sinh cũng như các bạn chúng ta cùng chia sẻ cái đường livestream này rộng rãi để cho mọi người trên mọi miền tổ quốc chúng ta có thể theo dõi được cái buổi thi đấu giao hữu bóng đá của nhà trường ngày hôm nay. Xin mời đội trưởng hai đội về phía bàn của ban tổ chức để thứ nhất danh sách cầu thủ đá. Vâng, hôm nay thì chúng tôi nhận danh sách là 9 cầu thủ. Alo. Lịch đá thì chúng ta sẽ đá 7. Alo. Cảm ơn lớp B chúng ta đã nhận ý chức cầu môn này. Xin mời các bạn lớp B lên nhặt lá ở chỗ khu cầu môn này. Chúng tôi nhận được danh sách khóa 9194 đấy ạ. À, khóa 9194 là đội trưởng đâu ạ? À, đội trưởng vào đây làm việc tí ạ. Bởi vì là danh sách này đá 7, những cầu thủ nào đá thì đồng chí đánh dấu vào cho ban tổ chức. Bạn đang đi chỗ loa này. Bên đấy để cho xếp xếp ghế đấy. Một cái bạn đấy cho người ta điều hành. Tay chỗ này. Anh ơi, các bạn đừng lùi xuống. À, xin mời tới đội trưởng của hai đội. Cầu thủ của các thế hệ học sinh của trường Nguyễn Huệ đã trở về trong trận giao hữu bóng đá kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Lúc này thì hai đội đang chụp ảnh lưu niệm và cũng như là các đội trưởng đang về phía ban tổ chức của chúng tôi đăng ký danh sách các cầu thủ. Xin được kính mời tới đội trưởng của hai đội sẽ ghi rõ ràng số áo và bên cạnh đó thì thứ tự bảy cầu thủ thi đấu trận giao hữu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Thành Trung số 1 thủ môn. Được. Ai nhỉ? Cái gì? Chưa. 4-6 thiếu 1. Ai nhỉ? Không, thằng Hưng. Văn Hưng. Văn Hưng là số 3 sao ấy? Rất là nhiều. Còn Thanh số mấy vậy? 16. Cái Văn Thanh à? Mai Xuân Thanh. Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh nhé. 16.
chưa nhỉ? Còn ai nữa không nhỉ? Đây đây. Anh Lịch ơi, xin bắt đầu hỏi là bên phía K9 9497 đấy ạ. K14 này nhỉ? K14 K14 K đây là K mười mấy? 11 11 K mười mười 11 à? 11 là 76 đúng không? Đúng rồi. Còn anh là 79 tuổi luôn, tí nữa mình vận. K mấy? K14 11 đúng rồi, nhưng mà sinh năm 79 và 76. 79 à? Tí nữa mình vận 76 đúng không? Sinh năm đấy. Rồi rồi rồi. Thank you.
kính thưa quý vị thân mến ạ, bóng đá vẫn luôn là thế, bóng đá để giúp cho chúng ta sát lại được gần nhau. Trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà được trở về với ngôi trường xưa với bao nhiêu kỷ niệm được nhắc lại, thì có lẽ rằng những nụ cười rất là tươi và bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Có nhạc đệm của em rồi, nhưng mà không cần quyền với em. Lúc này thì trọng tài Huy Hoàng nổi còi để thông báo tới hai đội sẽ trở về vị trí trung tâm để trận thi đấu chính thức được diễn ra theo đúng giờ quy định của ban tổ chức. Xin mời tới hai đội ạ, trở về phía vị trí của trọng tài ạ. Lúc này thì ông trọng tài Huy Hoàng đang dẫn hai đội trở về vị trí trung tâm sân bóng ngày hôm nay để trận đấu được diễn ra. Và sau khi tiếng còi được vang lên thì chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai đội trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hai đội đang dành cho nhau những chiếc bắt tay rất là thân mật. Phải nói là trận đấu đang diễn ra với một tinh thần hết sức fair play của hai đội trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, buổi sáng ngày hôm nay diễn ra trận đấu đầu tiên giữa K14 và K11. Và sau đây thì cho phép ban tổ chức được thông báo tới đội hình ra sân của hai đội như sau. Về phía các cầu thủ K14 ngày hôm nay, thủ môn số 1 Thành Trung, Lê Cường số 6, Đức Lịch số 7, Vũ Huy số 15, danh bằng số 10 Cao Cường 21, Văn Hưng số 3 và Xuân Thanh số 16. Về phía các cầu thủ K11, thủ môn Hà Xuân Trường, Bùi Thắng Toàn, Trần Quang Anh, Phạm Từ Liêm, Nguyễn Quốc Trương, Vũ Xuân Trường và Trần Vương Long và cầu thủ Nguyễn Ngọc Anh. Vâng ạ, rất tiếc cho phóng vừa rồi. Rõ ràng các cầu thủ K14 vừa rồi đã có một pha phản công phải nói là hết sức sắc nét, nhưng rất tiếc là vừa rồi thì một chút thôi, bóng đã nằm trong khung thành của các cầu thủ K11. Và bây giờ thì các cầu thủ áo trắng đang có bóng. Rất nhẫn nha, không được. Vừa rồi thì lúc này thì chúng tôi thấy rằng về phía các cầu thủ của các cầu thủ K11 ngày hôm nay, cầu thủ đá dưới cùng, cầu thủ đá thòng là cầu thủ Đức Lịch mang áo số 7. Rất kinh nghiệm. Vâng, vẫn là Đức Lịch. Vừa rồi thì bóng đã chạm người cầu thủ về phía K11. Và bây giờ thì các cầu thủ K14 được hưởng quả đá biên. Vâng, vừa rồi thì bóng đã chạm cầu thủ số 7 của K11. Đó chính là cầu thủ Trần Vương Long. Bây giờ thì các cầu thủ K11 phản công. Không được. Vừa rồi thì rất nỗ lực của số 8. Cầu thủ Nguyễn Ngọc Anh, vâng, vừa rồi một cầu thủ rất là cố gắng cho pha bóng vừa rồi. Số 7 đang có bóng. Không được. Và bây giờ thì vẫn là một cầu thủ lão luyện của K14, Đức Lịch. Vâng, rất khôn ngoan.
Và bây giờ thì bóng đã nằm trong quyền kiểm soát của thủ môn K14, vâng, đó chính là thủ môn số 1 Thành Trung. Như chúng tôi đã nói là trong trận thi đấu buổi sáng ngày hôm nay, có lẽ rằng huấn luyện viên Bắc Hàng Sơ ngày hôm nay không có mặt để chứng kiến trận đấu này, đó là điều rất là tiếc. Bởi vì nếu như ông có mặt trong trận đấu này thì chắc chắn rằng một số cầu thủ của khóa K14 và K11 sẽ được ông nhắc đi đá cho đội tuyển quốc gia. Và người chỉ huy trận đấu ngày hôm nay đó chính là trọng tài Huy Hoàng. Lúc này thì một quả phạt góc dành cho các cầu thủ K14 rất nguy hiểm. Hoan hô thủ môn, vâng ạ. Vâng, và nói là pha bóng vừa rồi thì người sút cũng rất đẹp và người bay cũng rất đẹp. Thủ môn của K11 vừa rồi đã có một cú ngả người phải nói là rất hợp lý. Và bây giờ thì các cầu thủ không được rồi. Bây giờ thì ông trọng tài đã chỉ tay và bây giờ thì quyền đá biên dành cho các cầu thủ không được. Vâng ạ, một quả phạt góc. Và như chúng tôi vừa chưa nói xong thì một cú sút đã được sút rất căng về phía khung thành của các cầu thủ K14. Và thủ môn số 1 của K14 Thành Trung rất xuất sắc. Tiếp tục một quả phạt góc nữa. Lúc này thì cầu thủ đá thòng Đức Lịch đang chỉ huy các đồng đội của mình. Và bây giờ thì tiếp tục những lượt phản công của các cầu thủ K11. Không được. Tiếng còi đã được cất lên. Trọng tài đã ra hiệu bóng chạm tay. Các cầu thủ K14 sẽ được hưởng quả đá phạt lên. Rất nguy hiểm. Không được. Vừa rồi thì cầu thủ số 5 của K11, cầu thủ Nguyễn Quốc Trương đã dùng đầu phá bóng. Và bây giờ thì các cầu thủ về phía K14 sẽ được hưởng quả đá phạt góc. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Không được. Rất bình tĩnh. Không được rồi. Bóng đã đi hết đường biên. Và bây giờ thì các cầu thủ K14 sẽ được hưởng quả đá biên về phía cánh phải. Một cú căng bóng. Không được. Bóng đã được phá lên. Vâng, hai đội đang có những màn biểu diễn hết sức đẹp mắt. Rất nguy hiểm. Một cú ra vào trần rất nhanh, một cú sút rất căng. Nhưng vừa rồi thì có lẽ rằng bóng đã đi chệch găng thành trong găng tấc. Phải nói là rất tiếc cho cú sút của cầu thủ số 8 của K11 vừa rồi, cầu thủ Nguyễn Ngọc Anh. Lúc này thì bóng đang nằm trong quyền kiểm soát của các cầu thủ K14. Vâng, bên cạnh đó thì thủ môn của các cầu thủ K11 sau khi bắt bóng xong thì thủ môn cười rất tươi. Số 6. Vâng, một cú đánh gót vô cùng tuyệt vời. Rất nhanh. Sút. Không được rồi. Cú sút hơi thiếu lực một chút. Và bây giờ thì bóng đã được Đức Lịch của các cầu thủ K14 đá lên. Cú chuyền không có địa chỉ. Vẫn là Đức Lịch. Rất khéo léo. Rất khéo léo. Không qua được hai cầu thủ của các cầu thủ K11. Tiếng còi của Huy Hoàng đã được cất lên. Vâng, và rõ ràng đây là trận giao hữu bóng đá, một lối chơi rất là tuyệt vời của hai đội. Và bên cạnh đó thì các quý vị cũng đang được
chứng kiến một tâm lý thi đấu vô cùng thoải mái của hai đội. Vâng, sau khi hai cầu thủ của hai đội có phần tranh chấp rất quyết liệt, và bên cạnh đó thì cũng không thể tránh được xô xát. Và chúng ta biết rằng những chiếc bắt tay để đỡ nhau dậy đó chính là những tình cảm được dành cho nhau sau khi mà rất nhiều năm được trở về mái trường xưa. Lúc này thì một cầu thủ có một chiếc bụng rất tuyệt vời. Không được rồi, vừa rồi thì số 6 của K14 vừa rồi có một đội bóng rất lắt léo. Vâng, đó chính là Thành Trung. Xin lỗi quý vị, cầu thủ số 6 đó là Lê Cường, đội trưởng. Có được không? Sút không được. Vâng, lúc này thì bóng đã nằm gọn trong vòng tay của thủ môn. Kính thưa quý vị, và có lẽ rằng kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, 40 năm xây dựng và phát triển, và có lẽ rằng trong suốt 40 năm vừa qua đã có rất là nhiều các thế hệ được ra trường và rất là thành đạt. Và ngày hôm nay thì được trở về với mái trường xưa với bao nhiêu kỷ niệm. Và bên cạnh đó thì trận giao hữu này cũng để nói lên sự đoàn kết của tất cả các thế hệ học sinh. Sút không được. Rất tiếc số 21 vừa rồi, chỉ cần chậm một nhịp thôi thì bóng đã nằm trong lưới. Vâng, rất tiếc cho cầu thủ 21 của các cầu thủ K14. Số 21 cầu thủ Cao Cường. Lúc này thì thủ môn đã ném bóng lên. Trận thi đấu đã được gần 10 phút và tỷ số lúc này đang vẫn là 0-0. Rất nguy hiểm. Vâng ạ. Vừa rồi thì lưới của các cầu thủ K11 đã rung lên, và lúc này thì cầu thủ ghi bàn, đó chính là số 3 của K14, cầu thủ, vâng, đó chính là Cao Cường, số 21 vừa rồi đã là người ghi bàn thắng. Tỷ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ K14, và cầu thủ đã mở tỷ số đó chính là Cao Cường, số 21. Và có lẽ rằng ở trận đấu này đang được diễn ra, các cầu thủ đang thi đấu hết sức cố gắng, và bên cạnh đó thì tỷ số lúc này đang là 1-0. Vâng, một cú phá bóng an toàn của thủ môn các cầu thủ K14, thủ môn Thành Trung. Rất nhanh, cầu thủ số 10 không được. Rất tiếc, vâng, rất tiếc. Cú sút trượt bóng. Vâng, một pha bóng hỗn loạn trước khung thành của các cầu thủ K11 vừa rồi, thì tiếp tục số 10 của các cầu thủ K14 vừa rồi gây sóng gió, đó chính là cầu thủ Danh Bằng. Một quả đá biên lên. Các cầu thủ của K14 rất nhanh. Vâng, tiếng còi đã được cất lên. Lúc này thì sẽ có một quả phạt. Vâng ạ, quả phạt này cách khung thành khoảng độ 8m. Bây giờ thì ông trọng tài Huy Hoàng đang bố trí hàng rào. Vâng ạ, cự ly rất gần, và bây giờ thì quả phạt này sẽ là một thử thách rất khó cho thủ môn về phía các cầu thủ K14, thủ môn Thành Trung. Chúng ta xem, hãy xem là các cầu thủ K11 làm gì. Làm gì? Vào!
Một cú sút phạt rất tuyệt vời của số 6, các cầu thủ K11 ngày hôm nay. Số 6 cầu thủ Trần Quang Anh. Rất nguy hiểm, hoan hô thủ môn. Với khi mà chúng tôi đã nói rằng tỷ số đã được săn bằng một đều thì các cầu thủ K14 vừa rồi đã có một đợt phản công phải nói là rất nhanh. Và vừa rồi thì thủ môn đã phải bay người, một cú bay người phải nói là như Van der Sar. Và như chúng tôi đã nói là trận đấu đang diễn ra trong vòng ít phút thôi. Và có lẽ rằng sân vận động nhân tạo của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ lúc này đã không còn một chỗ trống. Kính thưa quý vị thân mến, trận đấu này diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay đang được phát live stream. Đang được phát live stream trên các trang mạng bóng đá phủi của thành phố Ninh Bình. Lúc này thì các cầu thủ áo trắng đã có bóng, phản công nhanh, không được. Lúc này thì cầu thủ, vâng, chúng ta thấy rằng số 10 của K14 dẻo dai như thế nào ạ? Vâng, phải nói là danh bằng một cầu thủ rất dẻo dai của các cầu thủ K14. Và bây giờ thì một cú đá biên dành cho các cầu thủ K14. Và chắc chắn đây sẽ là một cú căng bóng. Vâng ạ, và tiếp tục bây giờ thì một cầu thủ nữa căng bóng ngang, không được. Và bây giờ thì chắc chắn sẽ có phạt góc. Tỷ số lúc này đang là một đều. Trận đấu đang diễn ra hết sức hấp dẫn. Vâng, một cú sút rất căng vừa rồi thì bóng đã đập vào số 6 của các cầu thủ K11. Cầu thủ số 6, vâng, đó chính là Trần Quang Anh, người đã săn bằng tỷ số. Và bây giờ thì một cú phạt góc. Và đứng trước bóng lúc này là số 6 của các cầu thủ K14, cầu thủ Lê Cường. Có được không? Không được. Và bây giờ thì số 10 Lê Bằng. Danh bằng, không được. Chúng ta đã thấy rằng cầu thủ danh bằng số 10, vâng, đang sở hữu một chiều cao rất lý tưởng. Và bên cạnh đó thì một kỹ thuật vô cùng khéo léo. Vâng, làm cho chúng tôi liên tưởng nhớ đến cầu thủ Mbappe. Rất nguy hiểm, không được. Và bây giờ thì các cầu thủ của K14 phản công, không được rồi. Rất tiếc, không được. Và bây giờ thì, vâng ạ, vừa rồi thì số 8 đã sút bóng vừa rồi. Cú bóng đã nằm trên quỹ đạo của NASA. Các cầu thủ thay người sẽ được thông báo với ban tổ chức của chúng tôi. Lúc này thì Đức Lịch đang có bóng, một cú phát bóng dài lên, không được. Vừa rồi thì ý định rất là rõ ràng, vừa rồi thì Đức Lịch định truyền cho cầu thủ số 6, vâng, đó chính là cầu thủ Lê Cường, đội trưởng. Vừa rồi thì cầu thủ Lê Cường đã chặn bóng nhưng rất tiếc là đã không khống chế được bóng. Rất cố gắng trong pha cứu bóng vừa rồi. Vâng ạ, một cú phá bóng phải nói là giải pháp an toàn cho các cầu thủ K14, vừa rồi là danh bằng. Chúng ta thấy rằng danh bằng cầu thủ đá kinh nghiệm như thế nào. Đức Lịch rất nguy hiểm. Một cú đá bóng tưởng chừng như là bóng đã đi vào khung thành rồi, nhưng rất tiếc vừa rồi thì bóng đã chạm chân các cầu thủ về phía K14. Lúc này thì K14 tổ chức phản công, không được. Và bây giờ thì các cầu thủ K11 tiếp tục. Vâng, vẫn là Đức Lịch, cầu thủ đá thòng ngày hôm nay. Một cầu thủ đá thòng rất rắn của các cầu thủ K14. Như chúng tôi đã nói là Đức Lịch hiện nay công tác tại Hà Nội, và bên cạnh đó thì Đức Lịch cũng tham gia rất là nhiều các câu lạc bộ bóng đá phủi của Hà Nội.
Và ngày hôm nay thì trở về với quê hương Tam Điệp, Đức Lịch đang cố gắng thi đấu một trận bóng để nói lên tinh thần đoàn kết của hai đội trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà được trở về với mái trường xưa. Kính thưa quý vị, nói đến trường Nguyễn Huệ thì có lẽ rằng rất là nhiều các thế hệ được ra trường rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta đã thấy rằng sự thành đạt của tất cả các học sinh khi mà ra trường. Và ngày hôm nay được trở về thì cũng xin được chúc cho toàn thể các thầy cô luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì các thầy cô tiếp tục chở những con đò trí tuệ để giúp cho các học sinh những ước mơ, những hoài bão để vững bước vào cuộc đời. Và cũng chúc cho toàn thể các cựu học sinh trở về ngôi trường xưa luôn luôn đạt được mọi ước mơ của mình trong cuộc sống. Và vừa rồi thì bóng được căng ngang rất nguy hiểm. Và như thế là theo quyết định của ban tổ chức là hiệp thi đấu sẽ được tính 25 phút, chưa kể phút bù giờ. Và lúc này thì theo giờ của đồng hồ của chúng tôi chỉ còn độ khoảng 6 phút nữa là hiệp 1 của trận thi đấu sẽ được khép lại giữa K14 và K11. Lúc này tỷ số đang là 1-0, rất nguy hiểm. Một cú sút rất căng và vừa rồi thì Đức Lịch đã cản phá. Sút! Vâng ạ, hoan hô thủ môn số 1 vừa rồi của K14, thủ môn Thành Trung. Cú đổ người phải nói là rất đẹp. Nhưng vừa rồi một cú đổ người mang tính chất an toàn của thủ môn Thành Trung. Ý định vừa rồi là một cú sút xa, nhưng rất tiếc bóng đã đi không chính xác. Lúc này thì cầu thủ Đức Lịch đang là người đứng trước bóng. Một cú đá bóng rất dài lên. Vâng, rõ ràng là và bây giờ thì các cầu thủ K11 đang có bóng, không được. Số 11 của K11 vừa rồi có bóng. Vâng, cầu thủ Đức Long vừa rồi đã có bóng. Vâng, và bây giờ thì kiểm soát bóng dành cho Danh Bằng. Rất nhẩn nha, không có gì vội vàng. Và bây giờ thì bóng trở về với vòng tay của thủ môn. Vâng ạ, Đức Lịch đang ra hiệu cho các đồng đội của mình là áp sát không thành của các cầu thủ K11. Rất nguy hiểm, lúc này thì không được. Rõ ràng là ý định sút bóng về góc xa phía không thành, nhưng vừa rồi thì bóng đã đi lệch trong gang tấc. Rất tiếc vừa rồi cho số 3. Xin lỗi quý vị, là số 27, số 21 của các cầu thủ K14 đó chính là Cao Cường. Kính thưa quý vị, trận đấu đi vào những phút gần cuối có lẽ rằng càng hấp dẫn. Lúc này thì các vận động viên đã trở về đây cổ vũ cho hai đội rất đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Hoan hô thủ môn, vâng ạ. Cú đấm bóng vừa rồi là giải pháp an toàn. Và bây giờ thì đá bóng lên, rất bình tĩnh. Rất nguy hiểm, không được. Vừa rồi thủ môn đã thể hiện một cú bay người lộn hai vòng. Số 11 của K14, K11. Và bây giờ thì quyền đá biên dành cho các cầu thủ K14.
một tâm lý rất thoải mái để cho hai đội thi đấu giao hữu, dù cho kết quả đi dù cho thế nào đi nữa thì tất cả trong mỗi chúng ta đều là những người chiến thắng. Vâng, rất là nhiều năm rồi được trở về ngôi trường xưa và để được giao hữu với nhau được một trận đá bóng như thế này, một điều vô cùng tuyệt vời. Đứng trước bóng lúc này đó là cầu thủ Đức Lịch, số 7. Rất nguy hiểm. Vâng ạ, bóng đã tìm đến đúng chiếc đầu của cầu thủ số 6 về phía K14 Lê Cường, đội trưởng. Vừa rồi thì bóng lại đi lệch khung thành. Rất bình tĩnh. Và bây giờ thì các cầu thủ K11 phản công. Không được. Rất tiếc. Và bây giờ thì Danh bằng vẫn là danh bằng. Không được. Rõ ràng là sự dẻo dai của Văn Bằng vừa rồi đã khiến cho hàng hậu vệ của các cầu thủ K11 gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, bóng đá vẫn luôn là thế. Trái đất thì luôn có quỹ đạo của nó, còn trái bóng thì quỹ đạo của nó luôn nằm trong chân các cầu thủ. Một cú đá biên dành cho các cầu thủ K14. Rất nguy hiểm. Rất an toàn. Rõ ràng là hậu vệ của cầu thủ đá thông của K11 vừa rồi hơi vội vàng. Rất bình tĩnh. Chúng ta hãy xem là K11 phản công. Không được, rõ ràng không thể qua chân được lão làng Đức Lịch. Tiếng còi đã được cất lên, bóng chạm tay. Trận đấu đang đi vào những phút cuối. Và bây giờ thì đứng trước bóng là cầu thủ Đức Lịch. Chắc chắn đây là một cú sút thẳng. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, không được. Vừa rồi thì các cầu thủ của K11 vâng đã cản phá rất quyết liệt. Tiếng còi của trọng tài đã được cất lên, lúc này thì sẽ có một quả đá biên. Trận đấu đang được phát live stream trực tiếp trên phủi của Ninh Bình. Lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã được cất lên, kết thúc hiệp 1 trận thi đấu đầu tiên giữa K14 và K11, tỷ số đang làm 1-1. Và sau khi hai đội đã ra sân nghỉ ngơi trong vòng ít phút thì chúng tôi thấy rằng những tràng pháo tay rất lớn của quý vị đã được cất lên để động viên cho hai đội. Xin mời tới hai đội nghỉ ngơi trong vòng ít phút và sẽ trở lại thi đấu hiệp 2.
Đã giờ thi đấu, xin mời hai đội vào sân chuẩn bị thi đấu hiệp hai. Lúc này thì mời hai đội trở về vị trí để tiếp tục thi đấu. Kính thưa quý vị, lúc này thì về phía các cầu thủ K14 sẽ ở vị trí bên tay trái của ban tổ chức ngày hôm nay. Và bây giờ thì các cầu thủ của K11 có quyền phát bóng. Và hiệp 1 đã được kết thúc với tỷ số 1-1. Và bây giờ thì các cầu thủ đổi vị trí. Và bây giờ thì một cú đá bóng lên không được. Vừa rồi là số 18 của các cầu thủ K14. Và chúng tôi cũng thông báo tới các cầu thủ là nếu như các cầu thủ thay người thì sẽ thông báo với ban tổ chức của chúng tôi. Rõ ràng tỷ số lúc này đang là 1-0. Các cầu thủ của hai đội đang thi đấu hết sức bình tĩnh, không có gì vội vàng. Một cú đá bóng lên của Danh Bằng. Số 18 Xuân Trường không được. Phải nói là Xuân Trường mới vào sân đang rất khỏe.
Vâng, cầu thủ số 18 Lương Xuân Trường vừa vào sân. Hoan hô thủ môn, một cú đấm bóng hết sức dũng mãnh. Vâng, một cú đấm bóng rất tuyệt vời của thủ môn về phía K11. Bây giờ thì Hà Xuân Trường đang là người ném bóng lên. Lúc này thì chúng ta đã thấy rằng sự chỉ đạo hết sức sát sao của cầu thủ đá thấp nhất hậu vệ của các cầu thủ K14, Đức Lịch. Kính thưa quý vị thân mến, tiết trời vô cùng thuận lợi. Lúc này tốc độ gió đang là 5 km/h. Số 6 đã bóng lên. Vâng, vừa rồi thì số 6 của K11 vừa rồi đó chính là Trần Quang Anh. Có một thân hình rất giống Quang Hải. Lúc này thì chúng ta đang thấy rằng sự tập trung của các cầu thủ về phía K14 lúc này đang là Đức Lịch. Đức Lịch đang ôm cầu thủ số 10 rất kỹ. Vẫn là những pha tranh chấp rất quyết liệt của hai đội. Chúng ta thấy rằng các cầu thủ áo vàng khỏe như thế nào ạ? Rất bình tĩnh. Và rõ ràng trận đấu này sau 50 phút thi đấu, dù cho kết quả như thế nào đi nữa, thì chúng ta sẽ đến với chương trình thi đấu tiếp theo. Đó chính là một bữa tiệc giao lưu sẽ được các đội bố trí trong buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta lại tiếp tục cùng dành cho nhau những tình cảm trọn vẹn khi mà được trở về với trường xưa. Rất khéo léo, rất dẻo dai. Vừa rồi thì số 11 của... Vâng, số 11, K11 vừa rồi rất dẻo dai. Lúc này thì một pha bóng đang hỗn loạn. Số 6 của các cầu thủ K11 rất dẻo dai, số 18 vừa rồi rất dẻo. Là một cú sút xa, không được. Trọng tài đã thổi còi. Vâng, vừa rồi là một pha cản người không bóng. Lúc này thì các cầu thủ K14 sẽ hưởng quả đá phạt. Lúc này quả phạt cách được khoảng 15 mét. Lúc này thì chúng ta thấy rằng sự tập trung của thủ môn Hà Xuân Trường có được không? Không được. Vâng, ý định là rất rõ ràng, nhưng rất tiếc vừa rồi số 18 không đón được bóng. Vâng, cú đá phạt vừa rồi ý định là truyền cho
Xuân Trường số 18. Nhưng vừa rồi thì rất tiếc là một cầu thủ của K11 đã kẹp rất sát. Và bây giờ thì các cầu thủ K11 đang phản công, hỗn loạn, không được, rất nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng số 6 Lê Cường đội trưởng nguy hiểm như thế nào. Hiện nay thì anh Lê Cường đang làm cho công ty bia Hà Nội. Rõ ràng là trận đấu đã diễn ra thì có rất là nhiều các cầu thủ chưa bao giờ thi đấu môn thể thao vua này cả. Nhưng ngày hôm nay thì với tinh thần đồng đội thì các cầu thủ đang thi đấu hết sức là nhiệt huyết. Và bên cạnh đó thì cũng được sự cổ vũ rất nhiều của toàn thể các khán giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, Đức Lịch vừa rồi đã là người theo sát bóng. Như chúng tôi đã nói là Đức Lịch là một cầu thủ thòng, phải nói là vô cùng vững chắc của các cầu thủ K14. Rất nguy hiểm. Vâng, vừa rồi số 18 Xuân Trường chỉ còn không chế bóng gọn gàng thôi là có sẽ có một pha bóng hết sức nguy hiểm trước các cầu thủ K11. Không được, bóng đã đi hết đường biên. Lúc này thì sẽ có một quả đá biên dành cho các cầu thủ K11. Không được, cú sút hơi nhẹ. Ý định tiếng còi đã được cất lên. Rất căng. Vâng ạ, cú đá phải nói là rất căng của cầu thủ. Vâng ạ, số 10 của Danh Bằng. Vừa rồi thì các quý vị đã biết rằng Danh Bằng khỏe như thế nào. Vừa rồi thì các cầu thủ K14 đã có sự thay đổi người. Vừa rồi thì số 18 Xuân Trường ra sân và tiếp tục là Cao Cường sự trở lại mang số áo 21. Không được, một cú bắt vô lê rất nhanh. Lúc này thì chúng ta đã thấy rằng sự chỉ đạo rất sát sao của đội trưởng và cũng như là cầu thủ đá thấp nhất của các cầu thủ K14. Rất nguy hiểm. Lúc này thì Danh Bằng không được. Rõ ràng một cú sút rất căng. Tiếp tục một cú sút. Tiếp tục. Hàn Lô thủ môn. Vâng. Phải nói là thủ môn Hà Xuân Trường hết sức xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Và rõ ràng sau pha bắt bóng vừa rồi thì Hà Xuân Trường đã được các cổ động viên vỗ tay rất là lớn. Vẫn là một pha bóng hỗn loạn trước khung thành của các cầu thủ K11. Lúc này một quả đá phạt góc. Vâng, và lúc này thì bàn thắng đã được nâng tỷ số lên 2-0 dành cho số 12. Tỷ số 2-1. Vừa rồi thì cầu thủ đã nâng bàn thắng lên 2-1, đó chính là Xuân Tiến.
Vâng, vừa rồi thì như mà tháng vừa rồi thì các bạn cùng lớp với Xuân Tiến đã treo giải thưởng. Với cú đá vừa rồi đơn kỷ số 2 không, Xuân Tiến sẽ được thưởng nóng 5 triệu đồng. Một cú đá cắt mặt như pha bóng vừa rồi thì làm cho chúng tôi liên tưởng nhớ đến cầu thủ Lưu Xuân Trường của đội tuyển Việt Nam, nhảy rất cao. Và bây giờ thì bắt được không? Không được. Rõ ràng chúng ta đã thấy rằng các cầu thủ K14 càng đá càng hay. Và bên cạnh đó thì chúng ta không thể nhắc đến sự quyết liệt và sự tập trung của các cầu thủ K11. Hiệp 2 thi đấu được 7 phút, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về các cầu thủ K14. Bóng đá trúng người của số 12 Xuân Tiến. Bây giờ thì 2-1. Vâng ạ. Cao Cường rất khỏe. Vừa rồi thì không những chạy trong sân bóng mà anh chạy cả dây đường biên. Rõ ràng chúng ta thấy rằng sự kinh nghiệm của cầu thủ Đức Lịch của K14 là như thế nào. Bây giờ thì số 6 của đội K11 rất nguy hiểm, có được không? Không được rồi. Rõ ràng vừa rồi Trần Quang Anh có một pha dẫn bóng rất dẻo dai, nhưng vừa rồi thì đã không qua được đôi bàn chân của Đức Lịch. Và bây giờ thì một cú sút không được, bóng đã trúng số 8 của... Vâng, vừa rồi cú sút vừa rồi các cầu thủ số 8 Nguyễn Quốc Trương đã cản phá. Rõ ràng sóng gió đã qua trước khung thành của thủ môn Hà Xuân Trương. Nhưng chúng ta đang thấy rằng sự quyết tâm của các cầu thủ K11 là như thế nào. Vâng, bóng đá là thế, tỷ số 2-1 vẫn chưa nói lên được điều gì cả. Và chúng ta đang thấy rằng sự quyết tâm của các cầu thủ K11, trận đấu đang càng ngày càng hay. Bây giờ thì lão làng Đức Lịch. Và bây giờ thì Đức Lịch không được. Và không được. Vừa rồi là chúng ta thấy rằng các cầu thủ K11 phòng thủ chắc như thế nào. Khi mà Đức Lịch có bóng và truyền về cánh phải, cú căng ngang rất nguy hiểm, nhưng mà giữa một rừng các cầu thủ áo vàng rõ ràng là rất khó khăn cho các cầu thủ của K14. Chúng ta thấy rằng mặc dù từ ngày ra trường các cầu thủ của chúng ta rất là ít gặp nhau để thi đấu trận đấu như ngày hôm nay. Và khi gặp lại nhau rồi thi đấu, chúng ta thấy rằng về sự khống chế bóng bước 1 của các cầu thủ K14 ăn ý như thế nào. Bên cạnh đó thì các cầu thủ K14 lúc này đang có vẻ rất mải mê tấn công. Và bên cạnh đó thì các cầu thủ K11 sẽ có những đợt phản công sắc nét. Lúc này thì chúng tôi thấy rằng về phía thay người, các cầu thủ K11 có sự thay đổi người ạ. Số 5 ra sân, Ngọc Anh ra sân và số 2 vào sân. Tiếng còi đã được cất lên. Lúc này thì bóng đang chạm tay và các cầu thủ K14 được hưởng quả đá phạt lên. Rõ ràng đây là một cú căng thẳng rất nguy hiểm. Và như chúng tôi đã nói là cầu thủ Hà Xuân Trường có thân hình rất giống với Đỗ Thành Tôn của Công an Hà Nội.
chúng ta thấy rằng cầu thủ danh bằng kỹ thuật như thế nào? Vâng ạ, chỉ là thử nhau thôi. Vâng, vừa rồi thì cầu thủ số 13 của các cầu thủ K14 sau khi sút sẩy bóng, số 13 cầu thủ cười rất tươi. Một quả đá phạt trước khung thành của các cầu thủ K14. Rất nguy hiểm. Sút trượt. Vâng ạ. Lúc này thì niềm vui sướng, vâng ạ, đã được thể hiện trên những chiếc bằng những tràng pháo tay rất nồng nhiệt của quý vị khán giả. Và vừa rồi thì bàn thắng đã được san bằng tỷ số 2-2. Trận đấu phải nói là rất kịch tính. Đi vào những phút cuối thì càng hay. Và như một khán giả ngồi bên cạnh bộ phận của bình luận viên đã nói là trận đấu đang căng như dây đàn. Vâng, và bàn thắng vừa rồi thì bàn thắng san bằng tỷ số đó chính là bàn thắng đốt lưới nhà của cầu thủ Văn Hưng số 3. Số 6, bóng đi rất xoáy. Chúng ta thấy rằng một pha ngả bàn đèn kỹ thuật như thế nào? Nếu như bàn thắng vừa rồi được ghi thì có lẽ rằng đây là một siêu phẩm trong mùa giải năm nay. Lúc này danh bằng đã đứng ở người chân bóng, căng bóng ngang, không được. Vừa rồi rõ ràng thủ môn Hà Xuân Trường đã không dứt khoát trong pha bóng vừa rồi. Bóng đã đến được đầu số 12 của các cầu thủ K14. Nhưng rất tiếc vừa rồi thì bóng lại một lần nữa đi lệch khung thành trong gang tấc. Này thì bóng đang nằm trong thử sắc của Trần Anh Quang. Hoan hô thủ môn. Vâng, những cú bay rất đẹp như Đỗ Thành Tôn. Vâng, số 11 vừa rồi đã ghi bàn. Tỷ số lúc này đang là 3-2 và cầu thủ vừa nâng tỷ số lên cầu đó chính là cầu thủ Thành Long số 11. Rất nguy hiểm, vừa rồi thủ môn đã phải đấm bóng và bây giờ thì một quả phạt góc. Kính thưa quý vị thân mến, trận đấu đang đi vào được hơn 10 phút, tỷ số lúc này đang là 3-2 nghiêng về các cầu thủ K11. Một siêu phẩm của Thành Long, một cú sút rất căng đã làm cho thủ môn Thành Trung phải bó tay.
rất nguy hiểm. Và bây giờ thì các cầu thủ và trọng tài đã ra hiệu là quyền đá bóng lên dành cho các cầu thủ K14. Đức Lịch không được. Vừa rồi chúng ta thấy rằng Đức Lịch dẻo như thế nào. Một cú xoay người thôi đã được tung ra được một cú sút. Vừa rồi thì các hậu vệ của K11 đã cản phá thành công. Và bây giờ thì tiếp tục hoan hô thủ môn Xuân Trường. Vẫn là những pha bắt bóng rất sức hợp lý của Xuân Trường. Và bây giờ thì 2-2. Chúng ta thấy rằng khán giả vỗ tay rất to dành cho thủ môn Xuân Trường. Vâng ạ, Xuân Trường đã cứu thua một bàn thua trông thấy. Rõ ràng sau trận đấu này thì cầu thủ Xuân Trường cũng sẽ được thưởng rất nhiều. Bây giờ thì một quả phạt góc dành cho các cầu thủ K14. Các cầu thủ kẹp nhau rất là sát sao. Bên cạnh đó thì trận đấu đã rất kịch tính, tỷ số lúc này đang là 3-2. Lúc này thì trọng tài ra hiệu sẽ có một quả đá phạt góc. Thấy rằng cầu thủ đã phạt góc vừa rồi khỏe như thế nào. Vâng, với những bước đi rất giống cầu thủ Mang Thoang của Thái Lan, cầu thủ số 7 về phía các cầu thủ K11. Cao Cường vừa rồi là người dẫn bóng, bây giờ thì Đức Lịch rất nhịp nhàng. Và bây giờ thì không được rồi, hơi dài, rõ ràng rất nguy hiểm. Vâng, sóng gió đã qua đi trước khung thành của thủ môn Hà Xuân Trường. Vâng ạ, một quả phạt. Và vừa rồi thì thẻ vàng đã được rút ra dành cho số 2 của cầu thủ K11. Cầu thủ Anh Tú vừa rồi đã nhận thẻ vàng. Và rõ ràng là một pha hỗn loạn trước khung thành của thủ môn Hà Xuân Trường. Nhưng rất may là bóng đã đi không đi vào khung thành. Bây giờ thì một pha phạm lỗi dẫn đến một quả phạt rất nguy hiểm. Quả phạt này khoảng độ 8m. Lúc này thì chúng ta thấy rằng sự tập trung của thủ môn Hà Xuân Trường. Chúng ta thấy rằng ý định của các cầu thủ sút phạt rất rõ ràng. Hoan hô thủ môn không được. Vừa rồi thì thủ môn đã ra ngoài khung thành rồi và đã bị lỡ chớn. Rất may các đồng đội đã hỗ trợ kịp thời. Những phút cuối, sức ép đang dành về phía khung thành của thủ môn Hà Xuân Trường. Và đúng lúc này thì trong trọng tài Huy Hoàng đã thổi còi kết thúc trận thi đấu đầu tiên. Các cầu thủ K11 đã giành chiến thắng trước các cầu thủ K14 với tỷ số 3-2. Xin được chúc mừng các cầu thủ K11.